Rất cảm ơn và kính chào quý vị đã đến với kênh YouTube của báo điện tử VTC News. Chúng tôi luôn cập nhật vấn đề mới nhất, nóng nhất để gửi đến quý vị. Sau đây là nội dung chi tiết. Với 472 trên 473 đại biểu Quốc hội tham gia biểu quyết tán thành, Quốc hội đã thông qua nghị quyết bầu đại tướng Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an giữ chức Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam nhiệm kỳ 2021-2026. Ngay sau đó, tân Chủ tịch nước Tô Lâm đã tuyên thệ nhậm chức dưới cờ đỏ sao vàng thiêng liêng của Tổ quốc, trước Quốc hội và đồng bào, cử tri cả nước, tôi, Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, xin tuyên thệ: Tuyệt đối trung thành với Tổ quốc, nhân dân, hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, nỗ lực phấn đấu, hoàn thành tốt nhiệm vụ được Đảng, Nhà nước và nhân dân giao phó. Phát biểu nhậm chức, Chủ tịch nước Tô Lâm trân trọng cảm ơn Quốc hội đã tín nhiệm bầu và giao cho đồng chí trọng trách Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Trân trọng cảm ơn Ban chấp hành Trung ương Đảng, đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và các đồng chí lãnh đạo Đảng, nhà nước đã tin cậy giới thiệu đồng chí đảm nhận trọng trách cao cả này. Chủ tịch nước Tô Lâm xúc động bày tỏ: Tôi ý thức sâu sắc rằng đây là vinh dự, là trách nhiệm to lớn, đồng thời là cơ hội để cùng với Ban chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư dốc toàn bộ tâm sức, trí lực phụng sự đất nước, phục vụ nhân dân theo con đường mà Đảng ta và Bác Hồ đã lựa chọn ông cũng nói sẽ nguyện mãi mãi khắc ghi và bày tỏ lòng biết ơn vô hạn đối với công lao trời biển của chủ tịch hồ chí minh của các bậc tiền bối của hàng triệu anh hùng liệt sĩ những người đã anh dũng chiến đấu hy sinh vì độc lập chủ quyền thống nhất và toàn vẹn lãnh thổ của tổ quốc vì chủ nghĩa xã hội và nghĩa vụ quốc tế cao cả những đóng góp to lớn của nhân dân những người đã quên mình trong lao động sáng tạo xây dựng và bảo vệ tổ quốc việt nam xã hội chủ nghĩa thân yêu của chúng ta ông khẳng định dưới sự lãnh đạo sáng suốt, tài tình, nhạy bén của Đảng, sự vào cuộc quyết liệt của cả hệ thống chính trị, sự trung sức, đồng lòng của nhân dân, sự ủng hộ giúp đỡ của bạn bè quốc tế, đất nước ta chưa bao giờ có được cơ đồ, tiềm lực, uy tín và vị thế quốc tế như ngày nay. Đây là những tiền đề hết sức quan trọng để tôi có thể hoàn thành tốt trọng trách được giao trên cương vị Chủ tịch nước. Ông nói và nhấn mạnh việc này cũng đặt ra yêu cầu kỳ vọng cao hơn trong giai đoạn phát triển mới nhằm tạo ra những kỳ tích mới vì mục tiêu dân giàu nước mạnh dân chủ công bằng văn minh nhận thức sâu sắc trách nhiệm to lớn trước đảng nhà nước nhân dân tôi xin hứa sẽ thực hiện nghiêm túc đầy đủ nhiệm vụ quyền hạn của chủ tịch nước đã được hiến định tích cực thực hiện nhiệm vụ đối nội đối ngoại quốc phòng an ninh của đất nước cùng toàn đảng toàn dân toàn quân ta và các tổ chức trong hệ thống chính trị phát huy nhất tinh thần tự chủ, tự tin, tự lực, tự cường, tự hào dân tộc. Nỗ lực thực hiện thắng lợi mọi chủ trương, đường lối của Đảng. Trước hết là nghị quyết đại hội 13 của Đảng, phần đấu hoàn thành thắng lợi mục tiêu của đất nước 100 năm dưới sự lãnh đạo của Đảng. 100 năm thành lập nước Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa, nay là Cộng Hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam, đưa nước ta trở thành nước phát triển, có thu nhập cao, theo định hướng xã hội chủ nghĩa. Chủ tịch nước Tô Lâm nói, ông sẽ phối hợp chặt chẽ với các cơ quan hữu quan tập trung thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ xây dựng, hoàn thiện pháp luật, xây dựng nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam của dân, do dân và vì dân trong giai đoạn mới. Song song đó là kiến tạo nền quản trị quốc gia hiện đại, hiệu quả, tiên tiến, phát triển nền hành chính tư pháp chuyên nghiệp, pháp quyền hiện đại. Ông cũng cho biết sẽ chăm lo xây dựng, củng cố và phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc gắn với thực hiện tiến bộ và công bằng xã hội nâng cao chất lượng cuộc sống, hạnh phúc của nhân dân. Đồng thời, cùng với các đồng chí trong Ban chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư tiếp tục nâng cao năng lực lãnh đạo, năng lực cầm quyền và sức chiến đấu của Đảng, kiên quyết, kiên trì đấu tranh chống tham nhũng, tiêu cực, ngăn chặn, đẩy lùi suy thoái, tự diễn biến, tự chuyển hóa, thắt chặt mối quan hệ mật thiết giữa Đảng với nhân dân, phát huy dân chủ xã hội chủ nghĩa, đi đôi với củng cố trật tự, kỳ cương, tập trung lãnh đạo xây dựng nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc, thực sự là nguồn lực nội sinh, động lực phát triển, đẩy mạnh toàn diện, đồng bộ công cuộc đổi mới, hiện đại hóa đất nước. Tân chủ tịch khẳng định, ông sẽ kiên định và triển khai có hiệu quả đường lối đối ngoại đa phương hóa, đa dạng hóa các quan hệ đối ngoại, mang đậm bản sắc ngoại giao cây tre Việt Nam, chủ động, tích cực hội nhập quốc tế, kết hợp chặt chẽ đối ngoại của Đảng với ngoại giao nhà nước, đối ngoại nhân dân. Cuối cùng, chủ tịch nước Tô Lâm xin hứa sẽ đoàn kết thống nhất trong tập thể ban chấp hành trung ương đảng bộ chính trị ban bí thư các đồng chí lãnh đạo chủ chốt không ngừng rèn luyện trao dồi phẩm chất đạo đức cách mạng đề cao trách nhiệm nêu gương ra sức phấn đấu nỗ lực vượt qua mọi khó khăn để hoàn thành tốt nhiệm vụ tiếp nối kế thừa những thành quả cách mạng đã đạt được cùng với toàn đảng toàn dân toàn quân phát huy những truyền thống vẻ vang và kinh nghiệm quý báu của đảng ta dân tộc ta phát huy mạnh mẽ bản sắc văn hóa, hào khí và trí tuệ Việt Nam, tăng cường sự gắn kết tư tưởng và hành động, đem hết sức mình đáp ứng yêu cầu của sự nghiệp cách mạng trong giai đoạn mới và sự tin tưởng của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta. Cuối cùng, tân Chủ tịch nước kính mong nhận được sự chỉ đạo, ủng hộ, phối hợp chặt chẽ của Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chính phủ, Tòa án nhân dân tối cao Viện kiểm sát nhân dân tối cao, mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức thành viên, các ban, bộ, ngành, địa phương và đồng bào, đồng chí, chiến sĩ cả nước, đồng bào ta ở nước ngoài để đồng chí hoàn thành trọng trách được giao. Kỳ họp thứ 7 Quốc hội khóa 15 dự kiến khai mạc vào ngày mai, ngày 20 tháng 5 và kết thúc vào ngày 28 tháng 6. Tại kỳ họp này, Quốc hội dự kiến sẽ xem xét bầu Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam nhiệm kỳ 2021-2026 và Chủ tịch Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa 15, nhiệm kỳ 2021-2026. Trước đó, ngày 18 tháng 5, hội nghị lần thứ 9 Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 13 đã thống nhất rất cao giới thiệu ông Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an để Quốc hội khóa 15 bầu giữ chức Chủ tịch nước. Ông Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, giữ chức Bộ trưởng Bộ Công an từ ngày 9 tháng 4 năm 2016. Qua 8 năm điều hành lực lượng công an, Bộ trưởng Tô Lâm đã biến lời hứa thành hành động, để lại nhiều dấu ấn đột phá nổi bật. Vào năm 2018, Bộ Công an đi đầu trong công tác tinh gọn lực lượng. Bộ máy của Bộ Công an không còn 6 tổng cục trực thuộc, gần 60 cục được sắp xếp lại, giảm gần 300 đơn vị cấp phòng ở công an địa phương sau khi sắp nhập cảnh sát phòng cháy chữa cháy và tổ chức lại, giảm hơn 500 đơn vị cấp phòng và gần 1.000 đơn vị cấp đội. Bộ trưởng Tô Lâm cũng quyết định điều động 25.000 công an chính quy về cấp xã, thay thế cho gần 14.000 phó trưởng công an xã thị trấn và 113.000 công an viên. Sự điều động này không chỉ giúp lực lượng công an gần dân phục vụ tốt hơn cho người dân ở tất cả các địa bàn trên cả nước, mà còn giúp bộ máy tinh gọn hoạt động chuyên hiệu quả hơn. Đại tướng Tô Lâm, Bộ trưởng Bộ Công an nhấn mạnh phát huy vai trò nòng cốt của lực lượng công an xã trong bảo đảm an ninh trật tự tại cơ sở theo phương châm trọng dân gần dân, lúc dân cần, lúc dân khó, có công an. Trong lịch sử Quốc hội, Bộ Công an là bộ đầu tiên tham mưu trình Quốc hội thông qua 5 luật trong một năm, đáp ứng kịp thời yêu cầu cấp bách, phục vụ sự nghiệp bảo vệ an ninh trật tự. Đây đều là dự án quan trọng, có phạm vi ảnh hưởng đến quyền lợi của công dân, và tác động đến kinh tế xã hội gồm có luật sửa đổi bổ sung một số điều của luật công an nhân dân để phù hợp với nhu cầu thực tiễn công tác và cơ cấu tổ chức mới của Bộ Công an. Luật sửa đổi bổ sung một số điều của luật xuất cảnh nhập cảnh của công dân Việt Nam và luật nhập cảnh xuất cảnh quá cảnh cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam gồm 3 điều, nổi bật là việc sửa đổi về giấy tờ xuất nhập cảnh và sửa đổi về cấp hộ chiếu phổ thông trong nước hay việc nâng thời hạn thị thực điện tử cho người nước ngoài nhập cảnh xuất cảnh. Luật căn cước được Quốc hội khóa 15 thông qua tại kỳ họp thứ 6 đến ngày 1 tháng 7 năm 2024 bắt đầu có hiệu lực. Luật này thay đổi căn bản so với luật căn cước công dân năm 2014, sửa đổi tất cả 39 điều, bổ sung 7 điều. Trong dự án luật này, cách thức quản lý công dân thay đổi hoàn toàn, chuyển từ quản lý thủ công trước đây sang quản lý cả thủ công và điện tử. Luật lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở được Quốc hội thông qua vào ngày 28 tháng 11 năm 2023, có hiệu lực thi hành từ ngày 1 tháng 7 năm 2024. Việc điều chỉnh này sẽ bảo đảm không làm tăng số lượng người tham gia hoạt động, không làm tăng chi ngân sách và góp phần kiện toàn tinh gọn thống nhất một đầu mối, cắt bỏ được các khoản chi hỗ trợ cho nhiều lực lượng hiện nay đang tham gia bảo vệ an ninh trật tự ở cơ sở. Trong quá trình chủ trì soạn thảo, xây dựng các dự án luật được giao, Bộ Công an luôn quán triệt quan điểm được Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng nhiều lần lưu ý, đó là phải đặt lợi ích của đất nước, của nhân dân lên trên hết và trước hết. Không cua cậy càng, cá cậy vây, không xem đó là việc riêng của bộ ngành nào. Liên tiếp, nhiều đường dây tội phạm tham nhũng kinh tế lớn được Bộ Công an điều tra xử lý với hơn 4.400 vụ, hơn 6.300 đối tượng phạm tội về kinh tế, hơn 800 vụ, gần 2.300 đối tượng phạm tội về tham nhũng chức vụ, tăng cả về số vụ và số đối tượng so với năm 2022. Qua đó, thu hồi được nhiều hơn tài sản cho nhà nước, góp phần hoàn thiện thể chế chính sách về quản lý kinh tế xã hội. Hàng loạt vụ án có tính chất đặc biệt nghiêm trọng thu hút sự chú ý của dư luận đã được phanh phui và đưa ra xét xử. Sáu đại án điển hình là kết quả nổi bật trong công tác điều tra xử lý tham nhũng tiêu cực gồm. Đầu tiên là vụ án xảy ra tại công ty Việt Á, điển hình sai phạm trong lĩnh vực y tế chuyên môn sâu. Cơ quan chức năng đã khởi tố, điều tra 33 vụ án, 133 bị can. Đại án thứ hai xảy ra tại tập đoàn FLC, điển hình sai phạm trong lĩnh vực thao túng thị trường chứng khoán, chuyên môn sâu, hoạt động khép kín, đã khởi tố 21 bị can, đã kết luận điều tra giai đoạn 1 và đề nghị truy tố. Thứ ba là vụ án xảy ra tại tập đoàn Tân Hoàng Minh, đến nay đã kết luận điều tra, ban hành cáo trạng truy tố 15 bị can về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Vụ án thứ tư liên quan đến công ty AIC, điển hình sai phạm trong đấu thầu đấu giá, đã khởi tố 4 vụ án 71 bị can, trong đó đã xử lý hình sự một nguyên bí thư tỉnh ủy, một nguyên chủ tịch tỉnh và nhiều cán bộ diện tỉnh ủy quản lý. Đại án thứ 5 là điển hình sai phạm trong lĩnh vực ngân hàng, dùng ngân hàng để làm sân sau cho doanh nghiệp trong hệ sinh thái Vạn Thịnh Phát là vụ án xảy ra tại tập đoàn Vạn Thịnh Phát, ngân hàng SCB. Đến nay đã khởi tố 3 vụ án 108 bị can, trong đó có 23 bị can là lãnh đạo cấp vụ, cục cán bộ, các cơ quan thanh tra kiểm toán, thanh tra giám sát ngân hàng và lãnh đạo thanh tra, ngân hàng một số địa phương. 6. Là vụ án xảy ra tại Cục Đăng kiểm Việt Nam và các trung tâm đăng kiểm địa phương, điển hình cho sai phạm có tính hệ thống kéo dài. Các cơ quan đã khởi tố 114 vụ án trên 808 bị can tại 49 địa phương. Đẩy mạnh phòng chống tham nhũng tiêu cực, tiến tới không dám, không thể, không muốn, không cần tham nhũng. Ngoài để lại những dấu ấn đặc biệt trong việc tinh gọn bộ máy đấu tranh phòng chống tội phạm, Quá trình làm Bộ trưởng Bộ Công an, ông Tô Lâm còn chỉ đạo quyết liệt sát sao với hệ thống cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư và hệ thống sản xuất, quản lý căn cước công dân. Hai dự án này có tổng mức đầu tư hơn 5.800 tỷ đồng. Đây là hai dự án công nghệ thông tin lớn nhất từ trước đến nay, giúp cung cấp các thông tin cơ bản đầy đủ tính pháp lý về công dân, cắt giảm thủ tục hành chính bằng giấy tờ, giúp chính phủ chuyển đổi số mạnh mẽ. Để triển khai cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, Bộ Công an huy động gần 45.000 cán bộ chiến sĩ tham gia thu thập, cập nhật, bổ sung thông tin dân cư, đào tạo gần 24.000 cán bộ địa phương sử dụng hệ thống. Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư cũng là căn cứ để các cơ quan quản lý nhà nước nghiên cứu, đề xuất lộ trình đơn giản hóa thủ tục hành chính, giảm giấy tờ công dân, hướng tới bỏ quản lý sổ hộ khẩu giấy, chuyển sang quản lý cư trú điện tử. Bộ trưởng Tô Lâm nhấn mạnh chúng ta chủ trương không để ai bị bỏ lại phía sau hiến pháp quy định phải bảo vệ người dân người dân có quyền sống bất cứ đâu trên lãnh thổ việt nam do đó mục tiêu ý nghĩa bảo vệ nhân dân của việc này là rất lớn